bên Mỹ xin kính chào quý khách. Nếu quý khách có nhu cầu mở một cửa hàng bánh mì cần mẫu máy xay pate chất lượng thì dòng máy xay pate 2kg 1100W này sẽ là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Mẫu máy này hiện đang được bên Mỹ chúng tôi bán với giá là 2,9 triệu. Sau đây tôi sẽ đi chi tiết về mẫu máy xay pate 1100W nồi cao này để quý khách có thể cảm nhận rõ nhất khi xuống tiền đầu tư. Về thông số kỹ thuật của máy, máy sở hữu khối động cơ 1100W, motor Việt Mỹ cam kết cuốn bằng dây lao động nguyên chất 100%. Đây là yếu tố quyết định đến độ bền cũng như sức mạnh của cối xay. Máy sẽ không bị nóng, bị đứng khi xay. Motor dây lao động, máy sẽ chạy êm, ổn định mà không dễ dàng chập cháy như các loại motor khác. Viên khối motor, chúng tôi sử dụng motor máy bơm siêu khủng có trọng lượng lên đến 13kg. Công suất xay tối ưu cho mỗi mẻ pate hay thịt có trọng lượng là 2kg và với chỉ 30 giây, quý khách đã có một mẻ xay pate hoàn hảo. Với chế độ xay 2900 vòng trên phút thì yếu tố motor chất lượng mang đến cho quý khách những mẻ pate hoàn hảo. Về khung và thân nồi, chúng tôi thiết kế hoàn toàn bằng inox 304 cao cấp giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dễ dàng vệ sinh sau khi xay và cũng như nâng cao chất lượng tuổi thọ của máy so với các loại khung thép thông thường. Đối với khung máy, chúng tôi thiết kế dạng chốt lật tiện dụng giúp quý khách có thể dễ dàng đổ thực phẩm ra sau khi hoàn thành một mẻ xay. Điểm nổi trội ở đây là khoang xay siêu khủng lên đến 13,5 lít, một cải tiến vượt trội so với tất cả các mẫu máy xay sinh tố công nghiệp hay máy xay Đài Loan đắt đỏ. Về ưu điểm với máy xay pate 1100W, không chỉ sử dụng riêng cho xay pate mà quý khách cũng có thể sử dụng như một mẫu máy xay đa năng, xay thịt, xay pate, xay nước sốt. Với mỗi mẻ xay lên đến 10 lít nước sốt, xay gia vị, ướp đồ ăn cho quán lẩu nướng, hải sản. Xay thịt, xay cua, xay cá, xay các loại gia vị như hành, tỏi, ớt. Với mỗi mẻ xay, quý khách chỉ cần chưa đến 1 phút là đã có một mẻ xay chất lượng. Không chỉ thế, máy rất tiết kiệm điện với motor 1100W giúp tối ưu chi phí hiệu quả. Về khuyến mãi đi kèm khi mua máy, quý khách sẽ được tặng kèm một dao xay dự phòng. Về chế độ bảo hành, Việt Mỹ chúng tôi bảo hành 12 tháng toàn quốc và lỗi 1.1 trong vòng 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Quý khách quan tâm đến dòng máy xay pate 2kg 1100W, vui lòng liên hệ số hotline 0906 224 288 để được chúng tôi tư vấn tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.